Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là giàn lạnh của Toyota Camry từ đời 2017 đến 2012. Sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu chính là sản phẩm của Denso Japan. Đây là cái quy cách đóng gói sản phẩm của nó. Mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Đây, anh em nhìn này, với cái hàng xịn này thì từ phía trong hộp này, bên ngoài này, bên ngoài của nó, tất cả nó đều có mã hết. Và cái mã sản phẩm của nó là 447610-2560. Đây ạ, Margin Japan. Đây, anh em nhìn nhá, với cái chất hàng xịn này. Đấy, nó hơi xỉn một chút nhưng mà đây, anh em nhìn. Đây, đây bên sườn dàn của nó này cũng có cái mã hàng. Đây, đây nhìn cái chất dàn này, em nhìn thấy chưa, nó rất là sắc nét này. Đấy, các cái lan của nó này đồng đều với nhau luôn. Đó. Đấy, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của Toyota Camry 2.4, 2.5 từ đời 2007 đến 2012. Anh em có nhu cầu quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.